Ui, mắc dây mắc con nhiều 2m mini cho trẻ em nha các bạn nhá. Hà mua 2 cái đấy, thả cái này ok luôn. Về mình có bán cả kem dây. Hôm nay chúng tôi đang đi thả diều, tự nhiên tình cờ gặp một ông em này. Em giấu tên. Ê, em mua diều ở đâu, bao nhiêu tiền đấy? Con này bao nhiêu tiền đấy, mày bán cho anh một cái được không? Con này riêng anh, em bán cho anh 100. 100 á, đắt thế, mặc cả. Thôi mày bán anh 50.000 thôi, anh có 50.000. Trang tiền tươi luôn. 100 cáp quang của em này. Vải chống nước. Ôi, anh em nhá. Ôi đẹp thế nhỉ. Hay thôi diều mày. Diều căng anh em nhá. Mày bán cho anh con này 50.000 đi, bởi vì là cháu nhà anh nó còn nhỏ ấy. À mà anh làm gì đã có con nhỉ? À ý là anh mua cho cháu anh ấy thì mày bán cho anh 50.000 nhá. Không được anh ạ. Đây là hiện tượng, đây là hiện tượng ở trên mạng. Ấy. Và thực tế nó cũng không phải là như thế. Tôi bán con diều này 120.000 nha các bạn ơi. Và hôm nay thấy ông em đang thả con diều này, tôi muốn mua cho ông em lấy 50.000 nhưng em mới không bán. Thì đây là thực tế nha các bạn ơi. Còn khi mà các bạn muốn mua diều để mà làm được con diều ngon thì đây là chính là con diều tôi bán ở trên mạng cho anh em. Mua 2 con trở lên nha các bạn ơi. 5 con hôm trước mình bảo 5 con nhưng mà 2 con mình đã ship rồi. 2 con cũng ship được nha các bạn ơi. Nên là bạn nào muốn mua 2 con và màu đỏ, màu vàng hay là màu đen thì các bạn nào chọn thì cứ liên hệ cho mình. Bây giờ thả con cho bạn, các bạn xem con này nhá. Anh em nhìn nó chỉ cần thất. Giật đi. Đâu. Con diều 2m mini cho trẻ em nha các bạn nhá. Hà mua 2 cái. Đấy, thả cái này ok luôn. Về mình có bán cả kem dây luôn, anh em chơi thì như thế này nhá. Diều rất là dễ nên luôn. Đấy, một con diều rất là mini. Và hôm nay đại chiến con diều 3 sao, con diều mua đây là con diều 1 sao nha anh em. Nhưng mà 1 sao nhưng hôm nay liệu 1 sao có chiến thắng không? Hôm trước ấy mình đã bị thua rồi. Công ơi, hôm trước mình đã bị thua, mình thấy hơi cay cay nhỉ. Hôm nay mình nhất định đòi lại công bằng. Tôi sẽ mang con siêu phẩm ra để đấu với các anh em, gọi là con này 1m2 đúng không? Ừ, con này 1m2 của ông Danh ấy này. Nhưng mà liệu hôm nay anh em mình có chiến thắng hay không thì chắc chắn là chiến thắng, hôm nay có gió rồi đấy. Thời tiết này ấy, nó hơi nắng một chút nhưng các bạn ạ, chúng tôi không ngại ngần xá nắng hay là mưa như nào cả. Chúng tôi đã là đam mê thì hôm nay chúng tôi sẽ đại chiến với con này. Mang cái con 1m7 đây. 1m7 là con 3 sao nha. Hôm nay Phương này, nên con mới là Phương. Phương nên con xương cá 3m. À đâu, con xương cá này 1m7. quên. Đây con xương cá 1m7 nha các bạn ơi. Đấy, đây là con 1m7 do chính công nên cho các bạn, một siêu phẩm. Đấy, buộc cực kỳ nét nha các bạn nhé. Đây, ống tiêu này. Ống tiêu cắm sáo, ống to nha các bạn nhá. Cắm sáo 3 quả trung đầu, cả bên dưới này. Cực kỳ nét luôn. Anh em nào chơi diều mình sẽ quay sâu cực kỳ kỹ luôn các bạn nhá. Đấy, cái này cũng buộc móc cực kỳ là đẹp luôn. Tất cả phần này form buộc không bị cời ra đâu các bạn nhá. Đấy, bây giờ thả luôn cho các bạn xem. Đi. Em sẽ giật tay luôn con này cho các bạn xem. Xương cá. Và đây chính là con siêu phẩm của anh em mình. Hôm nay anh em mình sẽ chơi con siêu phẩm này. Nên cho khách ông em này đặt con diều 4m xương cá nha các bạn ơi. Ông em này là ông em Lê Minh Quang hay là Lê Quang Minh nhỉ? Không biết có phải không? Nhưng mà ở trong Zalo của mình đặt một con 4m nha các bạn ơi. Bây giờ thả luôn con này cho các bạn xem. Từ đi giật tay con này đã. Có giật được không? Có làm được chuyện này, có làm thả diều được không vậy? Đâu, quay cho các bạn xem nào. Ây ạ. Ui. Xương cá các bạn nhá, mới làm xong. Thả ra cho các bạn xem. Mẫu xương cá 1m7. 3 sao con diều của em 3 sao. Thả hôm nay đại chiến với con diều 1m2 xem nào. Ui, 1m2. 1m2 đứng yên như tượng luôn. Đẳng cấp đây. Rồi. Đâu, cuộn dây đâu. Đây, các bạn ơi. Thanh niên ấy đang thả con diều này nhá. Đây, con diều này hôm nay con 3 sao có ăn được cái con kia không? Ui, này gió to thế. Gió trên gió to, có gió anh em nhá. Mút luôn anh ạ. Liệu hôm nay em có chiến thắng Danh không? Ôi. Làm sao vậy? Anh em đừng đùa như thế chứ. Xuống dưới này thì hơi bị phê đấy. Ao này hơi bị sâu, này hơi bị ngứa luôn. À, hôm nay chiến thắng rồi. Danh mang diều đi Danh ơi. Mang sang đây đọ xem một con nào chiến thắng rồi. Danh chiến thắng rồi. À đâu, Phương chiến thắng rồi. Đúng rồi anh. Diều em vẫn là đẳng cấp. Hôm nay đẳng cấp hơn con diều kia đúng không? Hôm trước anh, hôm trước không có gió. Mình chấp một công gì? Đúng rồi. Hôm nay anh em mình xin lấy giải thưởng, anh em mình sẽ mang con nổ. Ngoài đây nhiều bẫy lắm các bạn ạ. Đây đâu, mang con diều, hai con diều đỏ với nhau xem nào. Xem là con nào nên thẳng hơn nào. Thả tầm nhau rồi. Úi giời. Vâng, và xương cá đã đạt giải nha các bạn ơi. Xương cá 1m7. Úi giời, con này căng đét luôn các bạn nhá. 1m7 bao gió cho các bạn xem này. Mình giật này. Mình tay mình giật nhá. Rất là ok luôn. Có tiếng kêu kêu ve veo các bạn. Ôi.
Diều mini vẫn là chịu gió đấy các bạn ơi. Tầng trên gió to, gió được ấy. Gió này thả được ấy. Rồi, 1m7 thả vậy thôi, quấn vào em ơi. Ok nhá bạn ơi, sau khi thả hai con thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục thả con tiếp theo. Bực ở chỗ này có nhiều nỗ quá. Đây đây anh em ơi, nên con diều căng đét như trống, đét đèn đẹt luôn. Do Văn Công là người là đỡ con diều này nha các bạn ơi. Tôi sẽ búng cho các bạn xem này. Phùng phùng phùng, ui ôi. Căng đét như trống luôn. Đây đây đây, dư các bạn xem. Con diều 4m nhá, anh em mình sẽ thả diều không thôi. Bởi vì hôm nay là gió nó cũng thả chỉ thả được diều bé thôi các bạn ạ. Còn nếu mà cõng sáo thì chắc là để tầm chủ nhật tôi sẽ thả con diều này cho các bạn xem. Tầm chủ nhật nên con diều này cho khách. Ngày hôm nay là ngày thứ 7 nhỉ. Thứ 7 thì chắc có khả năng là con diều này mà cõng thêm bộ sáo bò thì kêu hơi bị sướng luôn. Tôi độ con diều này của khách cực kỳ là kỹ luôn bạn ơi. Bạn giữ để tôi là review qua cho các bạn xem. Nên không đúng không? Ừ, người này mua. Bạn này mua mỗi diều này thôi. Từ để tôi quay cho bạn xem kết cấu các bạn nhá. Đây này, cái phần này mình phải làm bằng dây móc này. Sau đấy buộc vào nỗ này, móc này. Khi mà các bạn móc vào hai bên này đều là cân hết, mình đã đo cực kỳ là chuẩn, cả bên này cũng thế. Chốt keo và móc cân các bạn nhá. Đấy, đây là cái đuôi, nên căng đét cái đuôi này các bạn nhá. Anh em nhiều anh em yêu cầu là nó phải nét đuôi bạn ạ. Thì mình phải nét nét đuôi đây. Nét căng đét luôn. Cánh phải căng đét nhá các bạn ạ. Đuôi căng đét luôn. Và bây giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem một cái phần kết cấu khung đuôi thôi. Này các bạn đủ hiểu. 3K. Cái này 3K nha các bạn ơi. Đây. Làn 3K nha, chính hãng nha các bạn nhá. Xoay xa xa ra không biết các bạn có nhìn rõ không. 3K chính hãng. Khung 3K, vai là vai xanh. Vai là vai Shimano. Đây. Bây giờ tôi sẽ tháo ra quay cho các bạn xem cái này. Nó phải nhìn cái này nó mới đẹp. Hấp dẫn này này. Quay gần đây này này. Ui. 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 Gì đây? Cái gì đây? Không biết nữa. Nói tôi phôi rồi. Ui ôi. Chỗ này các bạn có thể thấy nó đen đen, nó hơi bẩn do là tôi sờ ba nó bị khi mà tôi sờ ba cái keo ấy. Tôi nhét vào trước xong là nó bị bẩn chỗ này nhưng mà mới như Ngọc Trinh. Bóng mắt các bạn. Bóng đờ. Độ kỹ nha các bạn nha. Độ đều là độ này, vai tôi cũng độ như này luôn các bạn nhá. Đấy để cho anh em chơi có khi độ vai độ hơn cả này ấy. Để cho cái vai là rất là chắc chắn khi mà lên trời. Bây giờ tôi sẽ lắp con diều vào và thả nha các bạn ơi. Hay thả mỗi diều truyền thống thôi. Được em ạ. Nhưng mà nó mà rơi thì chúng mày chịu nhá. Thôi. Không anh chịu. Bây giờ thả con diều này các bạn nhá. Con diều là con diều 5 sao này. À thôi con diều này 10 sao đi. 10 sao luôn. Con diều 10 sao. Con kia là con coi con hôm nay là hôm nay con 1 sao thua rồi. Hôm nay để con này 10 sao. Đúng bạn. Thế? Đuổi ổn đâu. Ổn chứ. Làm sao đây? Làm sao? Đuôi làm sao không ổn? Không sao. Không, cái đấy là nó căng mình mắc cái dây nối đuôi đây. Thằng này mày móc như này chết anh ấy. Có biết móc không vậy, làm cái gì cũng phải an toàn một tí chứ, cho khách hàng mà có phải cho anh. Làm cho khách hàng chứ mình có phải là làm cho mình như thế nào cũng được nhưng mà làm cho khách hàng phải ngon lành. Ok nha anh các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ thả con diều này cho các bạn xem. Bạn ơi, hôm nay anh nhờ em cái sự kéo diều của em anh thấy rất là khỏe đấy và tay em làm sao nào? Trên tay dính cái gì này? Nhiều máu đấy. À đâu? À đây là mực nhỉ, quên. Bây giờ là bảng sẽ kéo con diều này nhá. Tí nữa nêu cảm nhận của bảng xem là cơ bắp hôm nay kéo diều nhiều có khỏe là không. cơ nhá. Đây là cơ nhá. Ui giời, cơ nói tận đây này. Thôi. Các bạn đừng nói gì nhá. Cái cơ này nó lạ lắm. Bạn Công ơi, đâm con diều này cho các bạn xem một con diều. Con diều này chắc có khả năng tí nữa cứa đứt mấy diều của nó nhỉ. Cái này gọi là lướt qua đã đứt 4m cơ mà. Ừ, 4m. diều này thì còn gì để chê nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ thả vào giữa trời nắng. Chắc tầm chiều tối tại là chiều tối bọn tôi cũng có thời gian bận nên là tôi phải quay vào video vào buổi trưa. Ngày nọ bù ngày kia cho tất cả các bạn xem. Cố gắng phục vụ và quay những video hay nhất có thể cho các bạn xem. Bây giờ danh đây, anh cầm nhá. Anh với Công đâm. Đi bạn ơi. Giữ chặt vào nhá. Đi. Chúng tôi sẽ đại chiến làm sao để cho bảng để cho giành tí nữa, giành 1 sao hôm nay là giành thua rồi. Hôm nay con diều 10 sao của anh ấy đẳng cấp bầu trời luôn. So diều 1 sao so với diều 10 sao nha các bạn ơi. Con diều 10 sao theo như bạn Công thấy thì con này liệu có nặng không bạn Công? Gió to. Anh em nhìn tuy to nhưng mà gió to. Nhẹ nhàng cho anh em nhá. Gió to. Ôi làm sao đây? Ôi, sao hai con bị đôi à? Ôi bạn ơi, hai con bị đôi rồi. Không, một con thôi anh ạ. Một con bị đôi à? Vậy thì bây giờ là diều kia đã thua rồi, đôi trước rồi. Vậy là diều 1m7 thua rồi bạn ơi. Diều 1m7 thua rồi.
bây giờ không còn ai cạnh tranh với mình nữa rồi. Có thằng 1m7, thằng Diều 1m7 nó hơn Diều 1m2, nhưng mà Diều 1m7 thua rồi thì anh em mình là người chiến thắng rồi bạn ơi. Lụm giải rồi bạn ơi. Lụm giải. Ra ngoài này nạc cứ mỗi ngày tươi tốt bạn nhỉ. Nhưng mà thôi anh em mình ra đây thả diều, có cái vườn nạc của người ta nó cũng tươi tốt đấy, ngô nó cũng tốt này. Ôi nắng quá các bạn ơi, nhưng mà đam mê thì không thể chịu được. Nào, chủ yếu phục vụ cho bạn những video hay nhá. Nào, con diều này có hay hay không thì các bạn giờ xem phát biết ngay. Một phát đâm thẳng bạn ơi, lên thẳng xuống thẳng, nắc đều hai bên. Và con diều này phải gọi là từ á, nèo mắc, giữ yên này. Bây giờ Danh quay anh mới. Nào Danh ơi, giờ em nghĩ xem con của em liệu có ăn được lại được con này không. Mấy con của bọn em giật tay hết rồi, con này phải giật tay với anh. Ờ không, bây giờ con này là phải đâm, con này to à, con này 10 sao là phải đâm chứ. Chứ xem người lây thì anh ơi. Từ từ nào, kéo đi. Chạy đi. Hai bạn đi nhá, đi. Có nhìn cả người lên dây không? Có ạ. Chạy đi. Lên. Hai. Bạn lên. Ui giời. Wow. Lên càng đen luôn. Không có phải nùn không? Ui giời. Nên phong cân đét luôn các bạn ơi, thẳng tưng luôn. Con diều này nên căng đét luôn các bạn nhá. Em chào anh ạ. Ôi giời, thẳng đét luôn các bạn ơi. Con kia mà cõng sáo nó phong đẹp nhỉ. Phong cánh đẹp này đâu có cong ở đâu đúng không? Đúng rồi. Cái này mà treo nhà kể cả là cái này có quả sáo nên lúc rú thì rú thì to. Hôm nay mà thời tiết nó đẹp, hôm nay diều của mình mà nên như này đứng hơn diều bạn ấy rồi thì sao nhùng vậy. Ảo thật đấy các bạn ơi. Thế là diều đã nên ngon rồi nhá. Diều của ông Phương kia thua rồi. Không biết làm sao mà bị tuột đấy. À mắc dây à. Thế mà mắc dây diều em mà diều em không cứ đứt à. Ảo nhê. Vâng, diều 4m ra nên rất là ngon luôn. Diều 10 sao của mình chắc chắn luôn các bạn nhá. Ăn giải là cái chắc rồi. Tầm này thì mặt trời nó đang ở trên đầu các bạn ạ. Mặt trời đang ở trên đầu. Thế nên là soi vào mình hơi bị tối, thế mình quay góc. Thường thường là buổi chiều ở đầu kia này nó đầu sáng hơn. Đấy. Ra đây người ta mới phun thuốc sâu ra. Hơi quá. Thôi có khi anh em mình sẽ dịch chuyển về thôi. Sau khi mà đã thả được con diều 4m xong thì con 4m đang bị hết gió nha các bạn ơi. Vâng. 4m đây rồi, con kia thua rồi, kéo xuống đây. Thế. Thôi, mét 7 kéo xuống đây, mét 7 thua rồi. Mét 7 thua rồi, vừa xong rơi rồi. Rơi là thua rồi, chấp nhận thua đi. Thôi kéo xuống đi. Kéo xuống nha, giờ em thua rồi. Còn từ chối gì nữa. Thôi kéo xuống đi, hai mẹ con. Ôi rồi, con của mình cũng nên được ấy. Nhưng mà tôi thấy là gió nó không ổn, gió nó bé quá các bạn ạ. Con này gió to thì 4m tôi khẳng định các bạn luôn. Bá cháy bầu trời luôn. Ơ, con diều kia cặp ở đâu ấy? Con mini à? Mini cọc gần đây à? Nghe để xem nào. Bảng ơi, không nên là bảng hay là gió bé hay là nó lùn nèo đấy. Thế á, lùn nèo á. Nhưng mà diều mình ôi rồi, gió nó bé nhá. Hôm nay vậy hôm nay diều nó vẫn là diều đẳng cấp hơn à? Đúng rồi anh. Ô, sao mình đang rước dây lên nè à? Cảm giác kiểu rưng. Đúng rồi. Không nhìn thấy đâu nhỉ? À kia đây, ở trên đầu rồi. Ok. Thôi giờ kéo tận tay con này các bạn nhé, kéo xuống với con 4m này. Chắc có khả năng con 4m này kéo xuống rồi gửi cho khách luôn các bạn ạ. À, bởi vì là người ta mua mỗi diều không à. Ui, tận tay. Ui. Mắc dây. Mắc dây của con diều mini. Ok đấy. Chơi kiểu gì mà mắc được dây vậy? Chơi kiểu gì mà mắc được dây vậy? Anh không anh tháo cái đầu đi. Không rơi đâu. Ok nha các bạn ơi. Thế là cuối cùng là đứng vững trên bầu trời vẫn là con 1m2. Sao này nó lại đỏ rồi các bạn ạ. Chết rồi, anh không nhìn thấy màu nó đỏ à. Nhưng mà đúng không? Đúng, những con gọi là không bao giờ khinh những người khác. Đấy. Dù rẻ tiền nhưng mà chất lượng. Đấy, mẹ nó vẫn bay đứng vững trên bầu trời, gió bé. Đúng là mình khi mà mình gió to mình không mình cười nó giờ nó cười lại mình. Các bạn ơi, đứng yên rồi các bạn nhá. 120.000 một cái nhưng mà nó vẫn đẳng cấp luôn. Ui, mây đen đang trôi nhanh kìa.
bao gió luôn, giật thoải mái, không bị gãy gì các bạn nhé. Mua hai cái thì mình gửi về cho các bạn là chơi, tháo là chơi như mới luôn. Đợt tới là phải mua cả gói hàng để gói cho các bạn nữa, chứ không phải là mình cứ gói mỗi diều không rồi nó hỏng đi ấy. Con diều mét 7 thua rồi, bây giờ đang kéo xuống à. Mét 7 đang kéo xuống. Bắt tay rồi. Thôi, giờ cũng khá là nắng rồi, anh em mình đi dịch chuyển về các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi. Nếu bạn thấy video tôi hay cho tôi xin một lần like, một lần đăng ký kênh, chia sẻ video cho các bạn không xem nhá. Tầm này nó cũng mệt, nó cũng nóng nóng rồi. Chảy hết nước rồi bạn ạ. Tầm khi có khi anh em mình về làm chai nước cho nó giải nhiệt tí. Ok, hẹn gặp lại bạn trong các video sau nhá. Bye bye bạn nhá. Thả diều cực kỳ là vui luôn, mỗi tội thua.